Các bạn đang nghe truyện Thi Vương trỗi dậy, bắt đầu thu thập huyết nhục trên kênh TV Audio CV. Chương 40, Gặp Kẻ Thù Mọi người hợp sức cùng nhau để đẩy các tấm thép nặng ra ngoài. Âm, um, âm. Um. Các tấm thép rơi xuống, làm rơi theo một đám bụi, cổng trung tâm mua sắm mở ra. Bên ngoài gió đêm thổi qua, mang theo một chút cảm giác mát mẻ, làm cho tinh thần người ta chấn động. Lúc này đã gần đến bình minh, chân trời xa xa nổi lên ánh sáng trắng lờ mờ như mỡ cá trong thứ ánh sáng đó mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng sau khi cửa lớn mở ra mọi người không hề mừng rỡ chạy trốn ngược lại đứng đờ đẫn tại chỗ vẻ mặt vô cùng kinh hãi vô cùng bên ngoài trung tâm thương mại lại có mấy ngàn zombie vây lấy cửa trước cầm đầu là tanh cơ tiểu bác tiến sĩ mang đến cảm giác áp bức quỷ dị nhất chính là đám zombie này lại sừng sững như cọc gỗ không hề phát ra tiếng động vô cùng yên tĩnh dường như chúng đang chờ đợi sự chỉ thị của vua zombie trong bầu không khí yên lặng chết chóc như vậy phía sau bọn họ truyền đến âm thanh trầm thấp bữa ăn âm thanh đó giống như một cuộc gọi của tử thần khiến mọi người lạnh lòng trái tim trở thành màu xám xịt đám zombie khủng bố như được kích hoạt trong miệng phát tiếng gào thét hung ác trong mắt lóe lên tia khát máu đặc biệt là tanh cơ vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Hôm nay lão đại sắp xếp tiệc buffet, bên trong có hơn 200 món ăn. Trống. Anh cơ một tiếng kêu quái dị, mang theo tiểu đệ xông thẳng đến đám người nọ. Đám người la hét, bắt đầu chạy trốn xung quanh, nhưng zombie đè bọn họ xuống mặt đất, cắn xé gặm nát. Tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn, khi mọi người mở cửa, bọn họ đã rơi xuống vực thẳm. Trong lòng Lý Nam tuyệt vọng, lúc nãy tiêu hao tinh thần lực quá lớn, đã không còn dư lực phản kháng bây giờ hắn mới ý thức được chính đám zombie được huấn luyện kỹ càng này công hãm ngục giam giết chết trương tiểu viễn còn lâm đông đã trưởng thành thành vua zombie một vua zombie có được lĩnh vực gần như là một sự tồn tại không thể bị hủy diệt con người làm thế nào để sống sót đây là suy nghĩ cuối cùng của lý nam trước khi chết thân thể truyền đến đau đớn đã bị tiểu bác mổ rách bụng sau khi người của công ty Tết chết sạch, những người bình thường còn lại dù phản kháng cũng vô ích. Hết người này đến người khác ngã xuống, sau đó bị zombie chia nhau như thức ăn. Đây là sự kết thúc thực sự của thế giới, tràn ngập máu tanh và giết chóc, làm cho mọi người bất lực và bàng hoàng. Không lâu sau, tiếng than khóc, thét gào hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng zombie cắn xé nuốt chửng. Toàn bộ trung tâm mua sắm sụp đổ, không còn sự sống tồn tại lâm đông thần sắc hờ hững cất bước đi ra ngoài tanh cơ và tiểu bác tiến sĩ ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn đã đến lúc trở về giết chết lý nam lâm đông lấy được năm viên tinh thạch sau khi hắn cắn nuốt ba viên liền cảm giác lực lượng rất dồi dào dường như lại sắp tiến hóa nhưng năng lượng của ba viên tinh thạch rất lớn cần một thời gian để hấp thu còn lại hai viên thì tạm thời giữ lại trước trên đường trở về sắc trời đã hơi sáng lên nếu trước ngày tận thế đây sẽ là một buổi sáng đầy nắng và ngập hy vọng nhưng trước mắt lại là một mảnh hỗn độn thi thể rơi vãi khắp nơi toàn bộ thành phố là một đống đổ nát lúc này lâm đông dẫn theo đàn em đi ngang qua một công viên trong công viên đầy vết máu loang lổ mùi hôi thối chói mũi chung quanh phân bố zombie rải rác thậm chí có một số ít giữ lại thói quen khi còn sống Ví dụ như một ông già đang dùng lưng cọ vào thân cây, rèn luyện thân thể. Hiện giờ mắt thịt của ông lão đều dập nát, vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi để lại trên vỏ cây sần sùi vết máu đỏ thẫm. Còn có một bà lão đẩy xe lăn, bước chân cứng ngắc, Đi vòng vòng trên quảng trường theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Lâm Đông liếc mắt nhìn qua phát hiện trên xe lăn kia có một con chuột rất to. Hai chân đang ôm thứ gì đó, say sưa gặm nhấm không lâu sau phía trước lại xuất hiện mấy con zombie thanh niên nhưng bọn chúng không cứng ngắc có lẽ đã ăn đủ máu thịt con người rống một trong những zombie há to miệng lộ ra hàm răng sắc bén gào thét với lâm đông hả lâm đông liếc mắt nhìn không ngờ một con zombie nho nhỏ lại còn dám gào thét với hắn mình tuy nhiên từ trong tiếng zombie rống lên truyền ra một tin tức đây là địa bàn của lão đại tao không cho phép mày đặt chân đến quả nhiên nó đã ở dưới trướng người khác, khu vực này là lãnh thổ thuộc về một vua zombie khác, khó trách lại hét vào mặt hắn. Lâm Đông hiểu được. Còn tanh cơ tính tình nóng nảy, thấy có zombie gào lên với lão đại. Hắn bước hai bước lên phía trước, đưa tay nắm lấy cổ zombie, xách lên tựa như gà con sau đó nặng nề ném xuống mặt đất. Lạch cạch. Zombie nhỏ bị ném đến bức rơi hết tứ chi, máu bắn lên khắp nơi. Tanh cơ xem con zombie kia như đồ chơi, sau đó một mình giải quyết hết đám còn lại. Lúc trở lại bên cạnh Lâm Đông, vẻ mặt đắc ý tựa như nói nhanh chóng khen ngợi hắn đi vậy. Đi thôi, trở về. Lâm Đông cũng không coi trọng, dẫn theo đàn em đi xa. Tuy nhiên, trên sườn núi phía xa sau công viên, có một đám zombie đang nhìn chăm chú vào nơi này. Zombie cầm đầu có dáng người cao lớn chừng hai thước. Da của nó có màu đỏ nhạt, trên mặt từng mạch máu màu đen phồng lên có thể nhìn thấy đường vân rõ ràng, vô cùng dữ tợn. Trên cổ hắn có một thứ lông xù cứng rắn đen nhánh cuốn quanh, nhìn qua cứ tưởng khăn choàng cổ lông xù. Vương thượng, nhân loại trong khu trung tâm mua sắm là do bọn chúng săn giết. Một con zombie bên cạnh truyền tín hiệu, tất nhiên đã tiến hóa trí tuệ không tầm thường. Trí thông minh gần như tương tự như tiểu bác. Á cổ họng thi vương phát ra tiếng gầm nhẹ. Hắn đem siêu thị ấy là lãnh địa của mình, vốn có thể chậm rãi thưởng thức lũ con người bên trong nhưng bây giờ lại bị zombie khác săn bắn đây chính là cái gọi một núi không thể có hai hổ giết chóc là bản năng của zombie bọn họ có thể cắn nuốt tinh thạch lẫn nhau hấp thu năng lượng cũng đã đến lúc mở rộng lãnh địa thi vương này mắc lộ vẻ khát máu đã coi nhóm người lâm đông là con mồi hơn nữa nếu muốn đàn zombie lớn mạnh thì phải săn chết thi vương khác chích 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 khăn lông lớn hắn khoác bỗng nhiên phát ra tiếng kêu chích chít quái dị, đó là một con chuột lớn. Điều khiến người ta kinh tởm chính là nó mọc ra một cái đầu người, mặt đầy lông đen dày đặc, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Lâm Đông trở về nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Tô Tiểu Nhu tay chân lanh lợi, dọn dẹp phòng ốc rất ngăn nắp. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh tề, dù là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Người giúp việc khác làm việc lười biếng, thì sẽ bị trừ lương nhưng nếu cô ấy dọn dẹp không tốt thứ bị trừ đi chính là mạng sống thấy lâm đông thay quần áo liền lập tức mang đi giặt trong trung tâm thương mại lâm đông không tiếp xúc với người khác nhưng áo sơ mi trắng của hắn vẫn dính mùi máu tươi cô tiểu nhu có thể ngửi thấy rõ ràng ông ông chủ anh lại ra ngoài ăn tối nữa à từng buffet lâm đông thuận miệng nói cô tiểu nhu rùng mình một cái phản ứng này rất lớn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng ngoan ngoãn giặt quần áo. Lâm Đông lấy điện thoại ra, xem thông tin trực tuyến. Nhưng, đại án, vừa xong của mình, công ty Tết vẫn chưa phát hiện ra. Trên trang web chính thức vẫn thông báo, hành động sang vương, chuẩn bị thuận lợi, sắp bắt đầu tiến hành. Có rất nhiều ý kiến bên dưới, nếu như có thể thanh trừ zombie là tốt nhất, chúng ta có thể xây dựng lại thế giới, hy vọng hành động lần này có thể thành công. Thôi quên đi, công ty Tết làm thí nghiệm lên cơ thể con người. Vốn chẳng phải suy nghĩ vì nhân loại, việc bọn hắn săn dép zombie cũng vì sự phát triển bản thân, một mình tự luyến mà thôi. Không biết hành động lần này sẽ như thế nào, chúng ta chờ xem đi, công nghệ của Tết dẫn đầu thế giới, đã phóng tên lửa ra ngoài không gian, có mối quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ. Ở thành phố Giang Bắc, chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Đã là tận thế rồi vẫn có thể trụ vững chứng tỏ công ty tết có không ít thứ tốt lâm đông tính toán trong lòng nhưng công ty tết có ít nhất hàng ngàn người thức tỉnh dù lâm đông rất mạnh vẫn chưa đến mức vô địch dựa vào một mình mình không thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ cho dù mang theo tanh cơ tiểu bác tiến sĩ cùng với hai ngàn zombie tinh nhuệ cũng chưa chắc có thể xông vào trừ khi mình có thể thống trị đàn zombie triệu con đến lúc đó sẽ trở thành bá chủ hoàn cầu có lẽ cũng nên mở rộng lãnh địa rồi. Hơn 2.000 đàn em của Lâm Đông chỉ quanh quẩn khu vực xung quanh tòa nhà này. Nguyên nhân lúc trước thu bọn họ chỉ là vì hắn muốn ở nhà không bị quấy rầy. Bây giờ Lâm Đông có ý tưởng chiêu binh mãi mã, mở rộng lãnh thổ. Vài ngày tới, Lâm Đông vẫn không ngừng ăn thịt uống máu. Cũng hấp thụ toàn bộ năm viên tinh thạch, thực lực lại tăng lên một tầm cao mới. Phạm vi thi vực mở rộng, toàn lực triển khai có thể kéo dài 20 phút, hơn nữa uy lực càng thêm cường hãn. Vào ban đêm, bóng tối bao phủ mặt đất, trăng máu treo cao ở chân trời, nhuộm bầu trời thành màu đỏ sậm, lại là một đêm vết chóc. Trong những ngày gần đây, xung quanh tòa nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Có một số zombie lãnh địa khác du đảng đến đây. Gào thép khiêu chiến với đám đàn em của Tanh Cơ, hai đám zombie thường xuyên cắn xé. Tanh Cơ không phải kẻ dễ bắt nạt, đập nát đầu của đám zombie kia. Lúc này Lâm Đông đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chầm chầm vào bóng tối bên ngoài. Trên đường phố hỗn độn bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu chít chít vang dội. Sau đó xuất hiện một đôi mắt màu xanh biếc, lóe ra tia sáng khát máu. Trong cống rảnh bên đường, chui ra một đàn chuột lớn, hình thể to bằng heo con. Con chuột có giật cánh mũi tự hồ đang tìm kiếm con mồi, hơn nữa rất nhanh nhìn zombie dưới tòa nhà, sau đó đồng loạt tiến về phía trước, vọt tới trên người zombie, răng sắc bén cắn xé. Thân thể zombie kia treo đầy chuột lớn, lung lay sắp đổ, trong miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Nó không kéo dài lâu, liền ngã xuống đất. Sau đó bị chuột chia ra ăn hết, như thể tan chảy trong đàn chuột. Những biến dị thú này có thể coi zombie là mỹ thực. Nhưng tiếng động cắn xé đã lập tức quấy nhiễu đến những zombie khác, chúng nó chạy như điên đến công kích những con chuột lớn kia. Nhưng thân hình chuột nhanh nhẹn né tránh qua lại, cực kỳ linh hoạt, rất khó bắt được. Thậm chí còn nhiều lần nhảy ngang, đùa dẫn zombie khiến đám zombie tức anh ách. Lúc chuột đắc ý, chợt có một bóng dáng xuất hiện. Những móng tay sắc bén được phát động, chém đám chuột kia thành sáu mảnh. Đó chính là nữ zombie tiểu bác. Dựa vào tốc độ thân pháp của cô ta, có thể nghiền ép những con chuột kia. Trên mặt nở nụ cười quỷ dị, xem việc giết chuột là một trò chơi. Không chỉ vậy, dưới màn đêm lại xuất hiện một bóng dáng khôi ngô. Đôi tay to của hắn bắt lấy chuột, năm ngón tay bắt đầu phát lực. Dù đám chuột có vùng vẫy bốn chân cỡ nào, la hét đinh tai nhức ốc kiểu gì cũng vô dụng, tất cả đều bị giết chết. Tanh cơ liếm máu chuột trên tay, vẻ mặt hưng phấn. Lập tức lại xông lên, một cước dẫm con chuột thành thịt nghiền, hoặc cầm lấy con chuột vạn xoắn hai tay khiến nó bị phân thành hai nửa. Động tác tư thế của tanh cơ, giống như bẻ dưa chuột. Những con chuột kia kinh hãi bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất trong bóng tối, toàn bộ đàn chuột chạy năm phần năm tan rã. Ha ha ha! Tanh cơ ngây thơ cười, mang theo hai con chuột lớn nhỏ máu, một đường chạy đến ngõ hẻm bên cạnh, sau đó gặm nhấm như ăn dưa hấu. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khuôn mặt đầy máu tươi. Hắn không dám gặm nhấm trên đường sợ bị lâm đông nhìn thấy rồi ghét bỏ hắn vì lâm đông đã nói ăn thịt chuột rất bẩn không đáng phải làm mình dơ những vụ chuột tập kích khiêu khích zombie như vậy mấy ngày gần đây đều xảy ra lâm đông thấy cũng không trách thật ra hắn rất lười quản lý sáng hôm sau những đám mây đen dày đặt bao phủ bầu trời không bao lâu sau đó ào ào mưa nhưng dọc mưa này không bình thường trong vết nước lại xen lẫn từng con sâu màu đen từ trên bầu trời rơi xuống đó là một cơn mưa sâu những con bọ có kích thước bằng ngón tay cái rơi trên đường phố tạo ra âm thanh lạch cạch không bao lâu đã tụ lại thành một đám lớn á tô tiểu nhu ở trong phòng không khỏi hít sâu một hơi cảm giác da đầu tê dại chuyện quái dị ở ngày tận thế càng ngày càng nhiều thế nhưng đang yên đang lành lại có mưa trùng không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa ánh mắt lâm đông nhìn ra ngoài cửa sổ lông mày nhíu lại hôm nay thời tiết thực sự rất xấu tuy nhiên vào ngày tận thế các đài truyền hình đã báo cáo rằng một số nơi đã có mưa cá có một cơn lốc xoáy cuộn cá lên bầu trời sau đó rơi xuống mưa trùng này chắc cũng hoạt động cùng nguyên lý nhưng những con sâu này không giống bình thường trong miệng chúng có một vòng răng sắc bén hơn nữa sẽ chui vào trong máu thịt zombie zombie vốn có thân hình cường tráng sau khi bị sâu chui vào lại trở nên cứng ngắc tựa như thân thể không khống chế được cũng may đàn em ở Lâm Đông đều tinh nhuệ, chỉ số IQ cực cao không đợi sâu chui vào thân thể liền trực tiếp bỏ vào miệng, nhai từng miếng lớn. Nhất là tanh cơ, da thịt dày vốn không sợ sâu bọ. Sau khi cầm một nắm cho vào miệng cảm thấy ngon nên dứt khoát hứng lấy hứng để cho vào miệng hết. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng rộng giống như uống nước mưa. Ha, cảm ơn món quà của thiên nhiên. Chỉ vài phút sau, mưa trùng đã kết thúc, khắp nơi đều là sâu bọ chúng không thích ánh sáng mặt trời, để tránh ánh nắng chúng chui vào cống rảnh, bụi bẩn, hoặc góc khuất. Trong con hẻm bên cạnh tòa nhà, thân hình khôi ngô của xe tăng ngồi xổm ở chân tường, đưa tay bắt lấy một con sâu từ trên mặt đất. Xem chúng như hạt dưa, đưa vào miệng gặm cắn. Tiểu bác cùng tiến sĩ đi tới, nghiêng đầu quan sát hắn. Này, lão đại đã nói qua, không cho ăn đồ bậy. Xuyệt. Tanh cơ là một tư thế giữ im lặng có lẽ muốn tìm đồng minh nên mới đưa sâu trong tay đến trước mặt tiểu bác tiểu bác nghiêng đầu đôi mắt đánh giá một lát dường như cảm thấy khá thèm ăn nhặt một con bọ cho vào miệng rồi nếm thử ừm thật thơm ngay sau đó cô ngồi xổm ở góc tường với tanh cơ bắt đầu bốc hạt dưa cắn giống như một đứa trẻ ăn vụng đồ ăn nhẹ tiến sĩ ôm vai dựa lưng vào tường tỏ vẻ rất bất lực với hai con zombie này các ngươi sẽ bị lão đại phát hiện. Không đâu. Lão đại thích ở trong phòng, bình thường không đi ra ngoài. Tiểu bác nói, làm ra vẻ hiểu rất rõ lâm đông. Nhưng ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, lối vào ngõ hẻm, bỗng nhiên lộ ra một khuôn mặt âm u. Ăn gì đấy, giọng điệu lâm đông bình tĩnh, giống như bạn bè. Nhưng tiểu bác và tanh cơ vội vàng hoảng hốt đứng dậy từ chân tường, sống lưng thẳng tắp tựa như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy. Trong thời gian đó, tanh cơ cũng vòng tay ra phía sau lặng lẽ ném con bọ xuống đất sau đó nhếch miệng lớn cười nói ha 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 lão đại đều là tiểu bác cho tôi ăn kỳ thật tôi cũng không muốn ăn hả tiểu bác quay đầu nhìn về phía hắn trong lòng không biết nói gì đồng thời có chút tức giận móng tay sắc bén chột vào thắt lưng tanh cơ trong lòng thầm mắng hắn đê tiện nhưng da tanh cơ dày, không đau không ngứa đã không sợ gì nữa cả bị tiểu bác cào một cái vốn không có gì đáng ngại vẻ mặt vẫn thản nhiên cười như trước lâm đông cũng không trách tội gì tôi muốn đi ra ngoài một chuyến các người phải trong nhà cho tốt vâng tanh cơ và tiểu bác liên tục đáp nhưng vẫn có chút tò mò lão đại muốn làm gì nếu đi săn vì sao không mang bọn họ theo hai người bọn họ vốn đã phạm lỗi hiện tại cũng không dám hỏi nhiều lời lâm đông lười quản bọn họ các người thích ăn sâu sao trước khi tôi trở lại làm sạch những con bọ xung quanh tòa nhà tôi không muốn nhìn thấy một con nào nữa hết ừm hai con zombie gật đầu như gà mổ thóc lâm đông rời khỏi tòa nhà hắn đã hấp thụ xong năm viên tinh thạch nên muốn ra ngoài xem có gặp được chuyện may mắn như vậy nữa không kiếm được vài viên nữa mặt khác chính là điều tra chuyện đàn chuột tập kích và zombie quấy rầy chưa hiểu rõ tình huống cụ thể lâm đông không có ý định mang theo mấy ngàn zombie đàn em một mình hắn thuận tiện ẩn nấp hơn nếu gặp phải nguy hiểm thì triển khai thi vực vừa có thể công kích cũng có thể lựa chọn lui đi vô cùng bình thản tự nhiên nhưng các đàn em hắn lại không được như vậy lỡ gặp phải đàn thú biến dị hoặc là kẻ địch có quy mô lớn hơn chúng dễ dàng mất xác đến lúc đó đại quân của lâm đông lại trở về tay trắng hơn nữa lâm đông cũng đã có đầu mối hắn phỏng đoán chúng xuất phát từ nơi lân cận. Hơn phân nửa chính là thế lực zombie ngày đó gặp ở công viên. Hắn đi về phía công viên, đã tận thế được một tháng, những chiếc xe bị bỏ lại trên đường đã rỉ sét. Trước khi đường phố nhộn nhịp bắt đầu phát triển cỏ dại, toàn bộ thành phố hoang vắng và đổ nát. Duy nhất sinh vật còn hoạt động chính là zombie, chúng khi thì sừng sững, khi thì du đảng không mục đích. Nhưng nếu hơi có gió thổi cỏ lay, liền lập tức chạy tới khuôn mặt vô cùng hung hãn trong cổ họng phát ra những tiếng kêu gào ánh mắt khát máu nói rõ lên dục vọng khao khát máu thịt của chúng rồi những zombie hoang dã này gặp lâm đông đương nhiên sẽ không công kích thậm chí còn theo bản năng sợ hãi chủ động nhường đường cho hắn nhưng khi lâm đông đi về phía trước zombie hoang dã càng ngày càng ít trên đường bắt đầu xuất hiện thi thể máu thịt zombie mơ hồ tựa như bị sức nặng ngàn cân đè ép trở thành miếng bánh tráng rách nát. Nhưng đây không phải là kiệt tác của con người, mà là một làn sóng zombie quy mô lớn, nên mới xảy ra sự cố dẫm đạp. Zombie cấp thấp không có trí lực, lúc chạy không quan tâm gì khác, khó tránh khỏi có mấy kẻ xui xẻo bị giẫm chết. Hơn nữa quy mô đàn zombie càng lớn, bị ngộ thương giẫm chết càng nhiều. Vô số ruồi bay loạn quanh những thi thể thối rữa kia, trong ngày tận thế, hình thể của ruồi cũng tăng lên lớn bằng ngón tay cái chúng phát ra tiếng kêu ong ong ong, làm cho người ta phiền lòng. Lúc này, Lâm Đông đã đến lãnh thổ của thi vương khác. Trên đường phố rải rác có rất nhiều lông, cùng với phân chuột hình khiến người ta vô cùng buồn nôn. Lâm Đông có thể tưởng tượng được, bây giờ trong cống rảnh dưới chân mình, nhất định có hàng ngàn con chuột. Chúng vẫn duy trì thói quen ban đầu, vào ban đêm mới đi ra ngoài kiếm ăn. Chân trời cách đó không xa, có một đám quả đen keo cạch cạch bay vòng quanh một tòa nhà cao tầng. Quả là một biểu tượng của cái chết và điềm xấu, tựa như chúng bị một đồ vật trong tòa nhà kia hấp dẫn muốn đi vào. Có người sống sót sao? Lâm Đông phán đoán trong lòng, đi về phía tòa nhà cao tầng kia. Chờ đến gần, Lâm Đông ngửi thấy mùi máu tươi, trong tòa nhà quả thật có người sống. Nhưng điều làm cho hắn kỳ quái chính là bên cạnh khí tức người sống còn có zombie, bọn họ đang ở trong một căn phòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Đông trực tiếp sử dụng năng lực thi vực, tiến vào trạng thái ẩn nấp, xuyên tường vào đi thẳng lên lầu cao. Hắn ẩn nấp trong hư không, người ngoài không thể nhìn thấy. Trong ngày tận thế nguy hiểm đầy rẫy này việc tàn hình là một thần kỹ. Nhưng trạng thái ẩn nấp của Lâm Đông có một khuyết điểm đó chính là lúc ẩn nấp không thể phát động công kích. Nếu ra tay công kích người khác, vậy chắc chắn sẽ bại lộ bản thể. Lâm Đông lên thẳng tầng 18, Hắn có thể cảm giác được, trong căn phòng trước mặt có bốn nhân loại và một con zombie. Với một chút tò mò, Lâm Đông lại xuyên tường vào. Phòng đầu tiên hắn đi vào là một phòng ngủ nhỏ bí bách. Cảnh tượng bên trong khiến hắn giật mình, vách tường, mặt đất khắp nơi đều là máu. Mùi máu tanh mạnh mẽ xộc vào mũi, hơn nữa còn có tiếng xích sắt ồn ào. Lâm Đông quay đầu nhìn lại, có một nữ zombie bị trói hai tay vào đầu giường, miệng gào thét muốn thoát khỏi xích sắt. Ở đối diện còn có một chàng trai nhân loại, mắt nhỏ môi dày suy ngốc nhìn chầm chầm nữ zombie. Oánh oánh, nữ thần của tôi, tuy rằng em biến thành zombie, nhưng tôi vẫn sẽ giữ lời hứa nuôi em cả đời. Còn nhớ không? Tôi đã từng nói rằng em trở thành thứ gì không quan trọng, tôi yêu em bằng cả trái tim mình không bao giờ thay đổi. Nữ zombie gầm gừ với chàng trai, vô cùng hung ác. Nước dải từ khóe miệng chảy ra, kéo thành những sợi tơ bọt. Gã môi dày dường như đã quen rồi, hiếp mắt cười. Em vẫn hung dữ như vậy, tôi theo đuổi em từ trung học đến đại học những 10 năm. Mỗi ngày đều dậy sớm mang bữa sáng cho em, khi em sống chung với bạn trai, tôi còn mang theo hai phần. Nhưng em chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi, thường xuyên nói chuyện với tôi như vậy một chàng trai si tình. Trong lòng Lâm Đông nhận định, thầm nghĩ trên đời vẫn còn kẻ si tình nhường này sao, trên mặt gã môi dày, tràn ngập sự ngọt ngào. Hiện tại tốt rồi, em đã ở cùng tôi. Tôi có thể bảo vệ em, dù thế giới này có tận thế thì sao? Bảo bối oánh oánh, em đói bụng không? Tôi nấu cơm cho em sau khi nói xong, cả quay lại đẩy cửa rời khỏi phòng. Lâm Đông lập tức đi theo, vì hắn tàn hình nên gã môi giày hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn. Lâm Đông đã cảm nhận được, cả môi giày huyết khí tràn đầy vượt xa người bình thường, cả đúng là một người thức tỉnh. Gã môi giày đến một căn phòng khác, bên trong còn có ba người đàn ông. Hai tay hai chân họ bị trói chặt, miệng bị băng dính bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ô lúc này nhìn thấy gã môi dày, trong mắt ba người vô cùng hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy thoát thân. Nhưng bởi vì trói quá chặt nên không thể thoát được. Gã môi dày hiếp mắt cười, lần lượt đánh giá bọn họ, để tao xem, hôm nay đứa nào có vinh dự được bảo bối oánh oánh nhà tao ăn. Ba người hoảng sợ vì họ biết rằng người đàn ông này là một kẻ biến thái, muốn nuôi dưỡng một con zombie. Thân thể một người trong đó run rẩy, liều mạng lui về phía sau. Gã môi dày cười nói, được, vậy chọn mày. Hả? Bởi vì miệng người kia bị chặn lại, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, gã môi dày tiến lên nắm lấy gáy kẻ nọ, giống như sách gà con, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mặc cho người kia dãy dụa như thế nào, cũng không có kết quả. Tên ấy trơ mắt nhìn khoảng cách phòng zombie càng ngày càng gần, Trái tim lạnh băng như lao xuống đáy vực. Khi cánh cửa mở ra, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến. Nữ zombie bên trong thần sắc phấn khởi, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Mày nhìn xem, bảo bối oánh oánh nhà ta vui vẻ biết bao, gã môi dày cảm thán. Hu hu hu. Người đàn ông thấy thế bị dọa khóc, trong miệng phát ra âm thanh nức nở. Cả môi dày xé băng dính trên miệng của người đó, thế nào? Còn gì để nói nữa không? Hu hu. Cầu xin anh, thả tôi ra đi, tôi không muốn chết đâu, hu hu. Người đàn ông khóc nức nở cầu khẩn. Gã môi dày lắc đầu, có thể chứng kiến tình yêu của tao và oánh oánh, phải là vinh dự của mày mới đúng. Hắn xách theo kẻ đó, từng bước từng bước đi về phía zombie. Khi gã chuẩn bị ném người đàn ông cho nữ zombie thì lúc này một bóng dáng hiện ra sau hai người. Lâm Đông không muốn xem nữa, chẳng có ý nghĩa gì với hắn hết điều duy nhất hắn muốn chính là tinh thạch trong đầu gã môi giày này hắn định trực tiếp giết chết gã môi giày lấy tinh thạch rồi rời đi hả nhưng gã môi giày rất nhạy bén lâm đông vừa hiện thân thì hắn liền nhận ra vội vàng quay đầu nhìn lại tại sao lại có người mày từ đâu đến khi lâm đông vừa xuất hiện nữ zombie kia đột nhiên im lặng lại ả cảm nhận được uy áp của thi vương vẻ mặt hung dữ bỗng nhiên trở nên kính sợ thậm chí là thần phục em gã môi giày thấy vậy lông mày càng nhíu càng sâu bỗng nhiên gã nhớ tới trước kia mình tìm mọi cách theo đuổi nữ thần mọi việc đều thuận theo ả ta mà làm trước mặt người khác phải khúng núng quỳ gối một cơn ghen tuôn bốc lên lan rộng trong không khí hiện tại tao đã là người thức tỉnh người như chúng mày nên đi chết gã môi giày gầm lên lâm đông đánh giá hắn có lẽ tận thế gián xuống cộng thêm chịu áp lực trong thời gian dài khiến nội tâm người này đã vạn vẹo cũng không biết khi cắn nuốt tinh thạch của gã có làm ảnh hưởng đến tình trạng tinh thần của hắn không người đàn ông bị trói nhìn thấy lâm đông như thể nhìn thấy hy vọng người anh em mau cứu tôi tên này là kẻ biến thái muốn biến tôi thành thức ăn ồ lâm đông không quan tâm biến thái thì làm sao hắn cũng là zombie mà gã môi dày mặt mũi dữ tợn, hai tay lượn lờ hồng qua nhà nhà. Khí tức trở nên mạnh mẽ, cả là một người thức tỉnh cường hóa một bộ phận thân thể. Tao sẽ cho mày thấy, thực lực của người thức tỉnh, hắn vương đôi tay biến dị ra muốn bắt lấy Lâm Đông, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng trong mắt Lâm Đông, đều hết sức bình thường, tâm niệm vừa động, lĩnh vực thi vương đã được triển khai. uy áp cường đại, khuếch tán ra bốn phía. Gã môi dày trong nháy mắt bị bao phủ, thân hình gã nhất thời chậm lại như bị tạm dừng, cả người cứng đờ tại chỗ. Bởi vì Lâm Đông đã hấp thu năm viên tinh thạch, hiện giờ thi vực càng thêm cường đại. Người thức tỉnh bình thường, ở trong thi vực cũng khó bước nửa bước. Gã môi dày như đeo trên lưng một ngọn núi nhỏ, hai chân đều đang run rẩy. Lúc này trong mắt gã chỉ thấy một mảng đỏ tươi, tựa như khi đối mặt với biển máu sát người, còn Lâm Đông chính là chúa tể đứng trên đỉnh núi. Điều này làm thế nào nó có thể được? Gã môi dày kinh hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Bình thường, đều là hắn làm chủ tính mạng của người khác, vì bản thân là người thức tỉnh mà kiêu ngạo. Nhưng hôm nay đối mặt với chàng trai trước mắt này, lại không hề có cơ hội đáp trả. Lâm Đông mặc kệ mọi việc, từng bước từng bước đi về phía hắn. Gã môi dày nhận thấy được khí tức tử vong, tựa như tử thần đang tới gần mình. Gã biết chuyện gì sắp xảy ra vì thế dùng hết khí lực toàn thân. Giống như con rối dây, chậm rãi quay đầu lại, si ngốc nhìn chầm chầm vào nữ zombie. Nếu như không thể chống lại cái chết, vậy để cho tôi được nhìn thấy em trước khi nhắm mắt. Đây là suy nghĩ cuối cùng của gã môi dày. Ngón tay thon dài của Lâm Đông đã cắm vào trong đầu, trực tiếp xuyên qua vỏ não, lấy tinh thạch bên trong ra. Gã lập tức mất đi ý thức, trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chết rồi sao, người đàn ông bên cạnh nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Gã vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lâm Đông tới gần gã môi dày đã dễ dàng giết chết gã. Người anh em, mạnh quá. Thôi nào, hãy đến cứu tôi, giúp tôi tháo dây thừng ra, nhưng Lâm Đông liếc mắt nhìn về phía gã, sắc mặt thờ ơ ai bảo rằng hắn phải có nghĩa vụ cứu gã kia chứ, hả? Tên này, gã vừa nhìn đã hiểu ý hắn, vốn nhìn thấy hy vọng lại lần nữa rơi xuống vực sâu. Đúng lúc đó, trước cửa sổ phòng ngủ truyền đến tiếng vỗ cánh. Có một con quạ khổng lồ hạ cánh trước ban công. Quạ đen cao chừng một thước, đôi mắt đỏ bừng, lông vũ lấp lánh một màu đen sắc bén tựa như dao găm. Rõ ràng, nó bị thu hút bởi mùi máu, một đôi mắt đỏ xuyên thấu qua khe hở lan can hợp kim, nhìn chầm chầm bên trong nhà. Muốn ăn, tôi muốn ăn, giúp tôi mở nó ra, cảm ơn, ồ, ánh mắt lâm đông kinh ngạc, không nghĩ tới con quạ đen này lại có thể nói tiếng cười cũng không biết lai like tạo thế nào hơn nữa còn rất lễ phép lâm đông nhìn thân thể gã môi dày trên mặt đất dù sao đối với hắn cũng không có tác dụng gì xuất phát từ sự tò mò lâm đông đi tới cửa sổ hai tay đột nhiên đẩy lan can hợp kim sang một bên cảm ơn anh cảm ơn con quạ đen kịp kia lập tức đập vỡ kính trực tiếp chui vào trong phòng gặm nhấm thi thể gã môi dày Miệng của nó vô cùng sắc bén, tựa như dao cạo. Cắn một cái đã đứt ngang cánh tay của gã môi dày sau đó nuốt xuống. Ăn cả xương cốt cặn bã cũng không còn, cảnh tượng rất khủng bố. Người đàn ông bên cạnh bị dọa đến choáng váng, không ngờ tới tận thế ngoại trừ zombie, còn có quái vật như vậy. Hơn nữa hình thể con quạ này không lớn thế mà ăn rất nhiều. Xác chết của gã đôi môi dày rất nhanh đã bị nó ăn sạch, hơn nữa còn chưa thỏa mãn vì thế con quạ có đôi mắt đỏ bắt đầu nhìn về phía người đàn ông bị trói bên cạnh nhưng dường như có lâm đông ở đây nó ngượng ngùng không dám ăn nó sử dụng âm thanh độc đáo của chim để giao tiếp tôi chưa ăn no tôi có thể ăn hắn không muốn ăn thì ăn lâm đông bày tỏ không sao cả dĩ nhiên quạ đen gật đầu có chút cảm kích cảm ơn anh cảm ơn anh mình không ăn còn nhường thịt cho tôi anh thật là tốt đừng khách sáo lâm đông nói hả lúc này người đàn ông bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện thì vẻ mặt hết sức hoang mang đây có phải là người tốt đâu hắn còn chẳng lịch sự nữa là nhưng giây tiếp theo chỉ thấy con quạ mắt đỏ lao về phía mình người đàn ông hoàn toàn mất ý thức cái mỏ sắc bén của con quạ đâm xuyên qua trái tim gã ta và sau đó tiếp tục cắn nuốt sau khi ăn xong gã đàn ông con quạ đã no vỗ cánh bay ra cửa sổ. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ báo đáp anh. Trên bầu trời, tiếng chim độc đáo bay đi, sau đó dần dần đi xa. Thứ này, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Đông cảm thấy thú vị. Hắn đạt được một viên tinh thạch, chuyến đi này cũng coi như có chút thu hoạch. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới, ở trong phòng đối diện còn có hai người sống sót. Lúc này hai người vẫn run rẩy như trước kinh hồn chưa tiêu tuy tránh thoát một kiếp nhưng chung quy trốn không thoát được vận mệnh bị zombie ăn thịt chờ đợi quá trình chết làm cho họ đau khổ thậm chí còn không thống khoái bằng việc lập tức chết đi lúc này có tiếng bước chân đang tiến vào phòng tại sao hắn lại đến chẳng lẽ zombie chưa ăn no trái tim của hai người một lần nữa nhảy lên cổ họng nhưng khi cửa phòng mở ra không phải là gã môi giày mà là một thanh niên dáng người thon dài khuôn mặt anh Tuấn. Sao, vẻ mặt hai người ngẩn ra, sau đó tự như nghĩ đến điều gì đó. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ đội cứu hộ từ nơi trú ẩn đã đến cứu họ rồi, ánh mắt lâm đông đánh giá bọn họ, trong lòng nghĩ nên xử lý như thế nào. Nếu trực tiếp giết chết, hình như chẳng có ích gì. Tác dụng duy nhất của bọn họ chính là làm mồi nhữ. Bởi vì Lâm Uyên cảm thấy, zombie phụ cận tòa nhà cao tầng này không nhiều lắm khắp nơi đều là lông chuột và phân chuột, trong bóng tối nhất định có ẩn giấu cái gì đó. Có thể lợi dụng hai người trước mắt này, dẫn dụ nó ra. Hai người mau bỏ chạy đi, Lâm Đông rút dao ra chém đứt dây thừng trên người họ. Hai người nhất thời mừng rỡ quá đổi, vốn đã chờ chết nhưng không ngờ tới thật sự sẽ có người cứu mình, kỳ tích xuất hiện. Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Hu hu hu, người đàn ông khóc trong sự phấn khích một người khác hỏi anh là đội cứu hộ phải không anh đưa chúng tôi đến nơi trú ẩn được không không được lâm đông lắc đầu ta còn có việc các ngươi cứ đi trước hả cái gì trong lòng bọn họ cân nhắc một lát vẫn quyết định rời khỏi nơi này trước nơi quỷ quái như thế không thể ở lại lâu được trước khi đi hai người đến phòng bếp lấy chút đồ ăn cầm theo dao thái lan và những thứ được dùng làm vũ khí chuẩn bị đầy đủ nhưng lâm đông biết xác suất bọn họ có thể sống sót ở khu vực này không quá một phần trăm cuối cùng có thể đi ra ngoài hay không phải xem số mệnh của hai người kỳ thật khu vực xung quanh không quá nguy hiểm với con người nếu ở địa bàn của mình thì hai người này chắc chắn phải chết sau khi họ chuẩn bị xong họ lặng lẽ mở cửa âm thầm xuống cầu thang trong hành lang loáng thoáng nghe được tiếng zombie gào thét nếu kinh động đến chúng sẽ lập tức bị zombie chia làm thức ăn Lúc này, Lâm Đông đứng ở ban công lầu trên, quan sát tình huống phía dưới, trong lòng cũng cân nhắc. Mình thả mồi nhữ, chẳng lẽ mới ra hành lang đã chết sao? Thật nhàm chán, nhưng khoảng 10 phút sau, hai người đàn ông đi ra khỏi cửa tòa nhà, đi thẳng ra đường. Bước chân của hai người rất nhẹ, tự lưng vào vách tường tòa nhà đi về phía trước. Sợ làm gây ra tiếng động làm đám zombie chú ý, hết sức cẩn thận. Lâm Đông có hứng thú quan sát, Muốn xem bọn họ có thể sống sót hay cuối cùng sẽ chết như thế nào. Một trong hai người đàn ông phàn nàn, "Anh Dương, nhân viên cứu viện vừa rồi thật sự không có trách nhiệm, lại để chúng ta tự mình chạy trốn, nếu như có thể đến nơi trú ẩn, tôi nhất định phải báo cáo hắn mới được." "Cậu nghĩ làm sao vậy? Người ta có thể cho chúng ta ra ngoài đã không tệ rồi. Hơn nữa cậu đã từng nghĩ qua chưa? Hắn ta có thực sự là nhân viên cứu hộ không?" Đừng quên làm thế nào chúng ta bị bắt." Người đàn ông trung niên nói. Tên thanh niên hít sâu vào, nhớ tới chuyện trước đó. Người đàn ông mua giày, đăng thông tin trên trang web chính thức của nơi trú ẩn, tuyên bố mình là một đội cứu hộ làm nhiệm vụ giải cứu. Kết quả bọn họ vui mừng liên lạc với hắn, cuối cùng lại bị trói vào gian phòng kia, chuẩn bị làm thức ăn cho zombie ăn. Nếu hắn ta không phải thuộc đội cứu hộ, tại sao hắn ta lại để chúng ta đi, làm sao tôi biết rồi? Tóm lại còn sống là tốt. Anh Dương nheo mắt nói. Gã cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện zombie ở đây không nhiều lắm. Chỉ cần cẩn thận đi vòng qua sẽ không quấy nhiễu đến chúng nó. Nếu họ có thể rời khỏi thành phố và đến vùng ngoại ô thư thất thì sẽ có cơ hội đến được nơi trú ẩn. Nếu có được một chiếc xe tải hạng nặng thì hay rồi. Anh Dương lẩm bẩm trong miệng. Nhưng dưới chân bỗng nhiên, lạch cạch, một tiếng, dẫm lên một đống chuột chết rồi. Nhưng đúng lúc này, trên đường phố hoang vu, lại có một làn sương đen bắt đầu lan tràn, bao phủ hết thảy chung quanh. Dường như đó là một loại tinh thần lực từ trường. Xuất hiện rồi. Lâm Đông trên lầu thầm nghĩ. Hắn đã cảm nhận được cổ lực lượng kia, có thể khống chế tâm thần người. Nếu như tiếp tục tiến hóa, rất có thể cũng sẽ hình thành lĩnh vực. Khu vực này quả nhiên có đồ tốt, hơn nữa tư chất cũng không kém lâm đông trong lòng khó tránh khỏi tò mò muốn xem rốt cuộc là cái gì hai người kia cũng không phát hiện ra gì vẫn đi trên đường dù cơ thể của họ đã bị bao phủ bởi sương mù đen hai tôi đói quá chúng ta ăn chút gì đi thanh niên bỗng nhiên nói anh dương nhíu mày cậu bị đi ngà ăn giữa đường muốn chết phải không ơ ờ, đây không phải nhà hàng sao thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói cậu điên rồi sao anh Dương quay đầu giận dữ mắng. Gã thanh niên kia đã xem zombie đầy đường và phân chuột trở thành nhà hàng. Nhưng gã nhanh chóng phát hiện ra thanh niên có chút không thích hợp. Trong đôi mắt thanh niên có một tia mờ mịt, sau đó khóe miệng nhếch lên, bộ dáng say mê. "Tiểu Lượng, cậu bị sao vậy?" "Thức dậy đi, ha 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 ha." Tiểu Lượng lại si ngốc cười ra tiếng. "Chết tiệt." Trong lòng anh Dương sợ hãi, cảm thấy gã đã trúng thứ gì đó trong tận thế có rất nhiều quái vật, sở hữu năng lực quỷ dị. Không phải là gặp quỷ thi chứ, gã vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một bà lão. Khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang bưng sủi cảo nóng hổi gọi gã. Con trai, lại đây ăn cơm. Mẹ, hai mắt anh Dương cũng mê mang, nhìn khuôn mặt hiền lành kia, cảm xúc nhớ nhung mãnh liệt dâng lên trong lòng. Dù mẹ gã đã qua đời hơn 10 năm nhưng gã vẫn không kiềm chế được, đắm mình trong sự ấm áp này ăn sủi cảo, bánh mẹ làm rất ngon. Anh Dương vui vẻ cười ha hả, nhận lấy đĩa sủi cảo kia, cảm giác đói khát mãnh liệt làm cho gã mất đi lý trí, cắn nuốt từng miếng một. Còn tiểu lượng bên cạnh lại nhìn thấy một nhà hàng, bên trong bày đầy cao lương mỹ vị. Gã đang cầm một cái móng heo, gặm từng chút một. Nhưng Lâm Đông ở trên lầu nhìn thấy cảnh tượng trái ngược với hai người họ, bọn họ đứng trên đường ôm nhau, cắn xé lẫn nhau. Quả nhiên năng lực rất quỷ dị, Lâm Đông lặng lẽ nhìn chằm chằm, không biết thủ phạm ở đâu. Hai người kia vẫn gặm cắn lẫn nhau, máu tươi chảy ròng ròng. Khí tức sinh mệnh càng lúc càng thêm yếu ớt, không bao lâu liền ôm nhau ngã xuống đất. Là hai người bình thường sống sờ sờ, lại cắn chết đối phương. Nếu người bình thường thấy một màn kinh người này, phỏng chừng sẽ bị dọa vỡ gan. Đúng lúc đó, trong miệng cống bên đường chui ra một cái bóng đen kịch. Trong miệng nó vui vẻ kêu la, chạy về phía hai cổ thi thể kia. Đó là một con chuột lớn, hình thể lớn như một sói, cả người ngâm đen dày đặc, hai răng cửa sắc bén hơn dao găm. Nó thoải mái cắn xé máu thịt của hai người kia, rõ ràng nó là người cầm đầu tất cả chuyện này. Một con thú biến dị có tinh thạch, sở hữu năng lực khống chế tinh thần, cũng là vua chuột của khu vực này. Không biết, tinh thạch thú biến dị có mùi vị gì, lần trước Lâm Đông từng săn bắn sói hai đầu biến dị, nhưng con sói kia còn dừng lại ở giai đoạn não đan, ăn vào hương vị cũng đã rất tốt rồi. Vì thế, hắn bắt đầu động tâm tư muốn tinh thạch của vua chuột. Tuy con chuột lớn kia đang ăn, nhưng tinh thần lực của nó cường đại, cảm giác nhạy bén, tự hồ nhận thấy có người nhìn chằm chằm mình. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên lầu cao có một thân ảnh hình người. "Ồ. Mày có nhìn thấy không?" Lâm Đông nhướng mày. "Một người một chuột?" tuy rằng cách nhau trăm thước, nhưng lại nhìn chăm chú vào nhau. Chíp chíp chíp. Bỗng nhiên chuột nóng nảy, trong con ngươi đỏ sẫm tản mát ra sự hung tàn. Đồng thời một cổ sương mù nhàn nhạt từ thân thể phiêu tán, bay thẳng đến chỗ lâm đông. Phạm vi công kích tinh thần lực của nó rất lớn nhưng so sánh với thi vực của lâm đông, tất nhiên là chênh lệch rất lớn, mây và bùng chính là khoảng cách giữa hai người. Trong mắt lâm đông chợt lóe tia sáng đỏ, triển khai lĩnh vực. Khi vực khuếch tán ra bốn phía, sương mù đen nhẹ nhàng phiêu diêu bị khoái tan. Tựa như băng tan chảy, hoàn toàn không thể tiếp cận lâm đông. Chiếp Cánh mũi chuột co giật, hiển nhiên có chút hoảng sợ. Ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm bóng dáng trên lầu cao. Phản phất nhìn thấy một vương giả chúa tể thế gian, cảm nhận được uy áp không gì sánh kịp. Chuột là loại sinh vật vốn có năng lực phát hiện nguy hiểm rất mạnh, ví dụ như động đất, sóng thần và thiên tai khác đều là rắn chuột cảm nhận được trước. Giờ phút này, con chuột lớn cũng nhận ra, khí tức tử vong cách mình càng ngày càng gần. Vì vậy, nó từ bỏ hai xác chết xoay người muốn chạy trốn. Muốn chạy. Lâm Đông nhảy xuống từ nhà cao tầng. Chạy ra đường với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chạy được hơn 10 mét. Tựa như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, vượt qua khoảng cách vài trăm mét, trong một nhịp thở trong miệng vua chuột phát ra những tiếng kêu sợ hãi bén nhọn cực kỳ chói tai lực xuyên thấu rất mạnh vang vọng cả đường phố lâm đông nhất thời nghe thấy tiếng gầm gừ dưới chân kèm theo tiếng chuột thét chói tai lập tức vô số chuột từ cống rãnh chui ra rậm rạp chằng chịt đen kịt một mảnh tựa như đài phun nước màu đen đàn chuột chạy ra từ cống rãnh lập tức vây quanh lâm đông không chỉ như thế bao gồm cả đường lớn ngõ nhỏ cũng có chuột chạy như điên đến tựa như cứu giá vậy thì ra là nó đang triệu hoán đàn em, lâm đông một mình bị ngàn vạn con chuột vây quanh. Cơ thể đám chuột có kích thước khác nhau, một số giống như chó, một số giống như mèo, mức độ tiến hóa khác nhau. Tại thời điểm này tất cả đều hung dữ, phát động một cuộc tấn công chống lại kẻ thù. Nhưng thi vực lâm đông cường đại, một khi có chuột xâm nhập vào trong tựa như dưa hấu bị trùy sắt đập nát, liên tục vỡ vụn. Mặc dù thủy triều chuột hung dữ, nhưng xung quanh lâm đông xuất hiện một khu vực chân không, căn bản không thể đến gần những con chuột kia vốn không sợ chết vẫn xung phong như thiêu thân lao vào lửa lâm đông đã hóa thân thành máy xay thịt bên cạnh hắn ta thịt vụn bay tán loạn máu tươi bắn ra xung quanh chẳng mấy chốc dưới chân hắn đều là chuột lâm đông đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện vua chuột kia đã trà trộn vào trong đàn chuột không biết chạy đi đâu đã mất mục tiêu con chuột này không dễ bắt lắm lâm đông nhìn lướt qua một vòng bỗng nhiên phát hiện trên trạm xe buýt bên đường, có một con chuột lớn nằm sấp. Nó hiếp mắt, vẫy đuôi, thần sắc nhàn nhã, cười nhạo nhìn hắn chầm chầm, ý tứ khiêu khích. Còn dám khiêu khích. Lâm Đông có thể xác định, chính là con chuột vương kia, vì thế lập tức lao về phía đó. Nhưng con chuột không chút hoảng hốt, tung người nhảy lên. Chui vào cái cống bên cạnh, trà trộn vào trong biển chuột. Lâm Đông một lần nữa mất mục tiêu, vốn không thể khóa nó lại. Đã loáng thoáng cảm thấy điều gì đó không đúng, thi vực được triển khai toàn diện chỉ có thể duy trì được 20 phút, bây giờ đã qua 2 phút. Nếu như tiếp tục tiêu hao, phần thắng của hắn không lớn lắm. Ngay khi Lâm Đông đang suy nghĩ, thì con chuột lớn lại xuất hiện. Lần này nó nằm sấp trên nhà kho phế liệu, mỉa mai nhìn Lâm Đông. Lâm Đông vừa muốn đuổi theo thì con chuột lại dùng chiêu cũ, lần nữa chạy trốn còn bầy chuột vô tận xung quanh vẫn như thủy triều liên tục đổ về phía lâm đông rõ ràng con chuột lớn muốn giết chết hắn lâm đông trong lòng cân nhắc nếu không thì thôi bởi vì một khi thi vực cạn kiệt bọn chuột sẽ nhào vào người hắn mặc dù dựa vào cường độ cơ thể của lâm đông răng cửa sắc bén của chuột cũng không cắn xuyên qua được da hắn nhưng những sinh vật sống ở cống rãnh thật sự quá bẩn lâm đông không muốn cả người bám đầy chuột mấu chốt nhất chính là không có thi vực chống đỡ, hắn càng khó săn bắn vua chuột kia. Với năng lực của mình, cũng không thể cam đoan 100% sẽ săn thành công. Lâm Đông nghĩ. Nhưng con chuột lớn đáng hận đó lại xuất hiện. Giống như những lần trước, nó nằm sấp trên thùng rác, hiếp mắt khiêu khích nhìn Lâm Đông. Lần này, Lâm Đông không có ý định đi bắt nó, mà là chuẩn bị lợi dụng thời gian còn lại của thi vực, rời khỏi khu vực này. Đợi sau này có cơ hội, lại giết chết con chuột đó. Nhưng ngay khi hắn ta muốn từ bỏ, bỗng nhiên lại có dị biến xảy ra. Bầu trời vốn sáng ngời chợt âm u, một bóng đen khổng lồ bao phủ từ phía trên xuống. Quạt quạt. Tiếng kêu thê lương của quả đen vang lên truyền đến từ xa. Trong đó xen kẽ với một âm thanh chim đặc biệt, người tốt, xin chào ô. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có một con quả lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, chính là con quả mà hắn từng cho ăn lúc trước nó đến để giúp hắn. Quả đỏ mắt nhìn chăm chú vào biển chuột, sát ý lộ rõ, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai. Mấy vạn quả đen trên không trung đều lao xuống dưới. Thân hình chúng giống như từng viên đạn pháo, nhanh chóng hạ xuống, mỏ chim sắc bén dễ dàng đâm thủng da chuột. Mấy chục ngàn con quả đen đã giúp Lâm Đông ngăn chặn biển chuột. Con chuột lớn trên thùng rác thế thế, không còn thần thái tự mãn nữa. Cánh mũi co giật, tức giận không nhỏ không ai ngờ rằng những con quả đó sẽ giúp con người này. Thấy đà không ổn, con chuột lớn cảm thấy nơi này không nên ở lại lâu. Nghĩ đến đây thì vội vàng chuồn đi, đứng dậy muốn nhảy xuống cống rảnh. Nhưng tiếng gió mạnh xung quanh vang lên, có mấy con quạ đen lao xuống, vây khốn nó ở giữa, trong đó một con liên tục tấn công vào người nó khiến nó bay ra xa mấy chục thước. Lâm Đông liếc mắt nhìn chầm chầm, cảm thấy cơ hội đã đến. Đám quạ này thật được việc hắn tung người nhảy lên, triển khai lĩnh vực đến cực hạ trong lúc đó đám chuột cũng nhào đến bị lĩnh vực nghiền nát bét bỗng nhiên cảm giác một áp lực rất lớn ập đến có thể nó cứng ngắc không còn nhúc nhích được ngước mắt nhìn lại phát hiện một bóng người đứng ở trước mặt nó ánh mắt hắn lạnh lùng sát ý dạt dào chuột lớn bị lĩnh vực bao trùm không còn vẻ càng rỡ nữa thân thể nó run rẩy trong ánh mắt lại lộ ra ý cầu khẩn nhìn qua lại có chút đáng thương lâm đông vừa nghĩ đã hành động áp lực lĩnh vực tập trung vào một chỗ thân thể chuột lớn phanh một tiếng trực tiếp nổ tung tinh thạch cũng văng ra lâm đông đưa tay cầm lấy khi con chuột lớn tử vong biển chuột vốn hung hãn mất đi đầu não nên tan tác bỏ chạy không lâu sau toàn bộ chúng đều biến mất trên đường phố càng thêm hỗn độn khắp nơi đều là xác chuột thịt vụn mùi máu tanh khó chịu có một đàn quạ lớn rỉa mổ xác chuột trên mặt đất người tốt, tạm biệt, con quả lớn bay vòng quanh Lâm Đông vài vòng, sau đó mang theo bầy quả bay đi. Lâm Đông nhìn theo đàn quả bay đi, cảm thấy đây chính là làm tốt gặp lành. Sau này hắn nên cho động vật ăn nhiều hơn một chút, làm một, người tốt. Hắn nhìn xung quanh, tuy vua chuột đã bị tiêu diệt. Nhưng ở khu vực xung quanh, nhất định vẫn còn thứ khác. Vua chuột cũng không phải chủ nhân chân chính, kẻ bá chủ thật sự chắc là thi vương lâm đông không có ý định tiếp tục thăm dò lấy được hai viên tinh thạch đủ hấp thu một thời gian nên trở về địa bàn của mình thân hình hắn đột nhiên biến mất mở ra năng lực ẩn nấp trở về lãnh địa của mình ngay khi lâm đông vừa đi không bao lâu trên đường phố xuất hiện mấy đám zombie tên thi vương có làn da đỏ lừ những mạch máu đen nổi trên làn da vô cùng ghê rợn chính là tên thi vương mặt đỏ trong công viên con chuột trên cổ gã ngẩng đầu lên kêu Chích, con chuột mặt người này nhảy xuống từ trên cổ gã đi tới trước một đống xác chuột bầy nhầy phát ra tiếng kêu bi thương khiến người ta nhói lòng vờ sao em lại chết ai đã làm chuyện này ta nhất định sẽ báo thù cho em con chuột mặt người dùng khuôn mặt quỷ dị liên tục cọ sát vào đám thịt vụn đó không lâu sau cả người đó đều nhuộm đầy máu tươi khăn cổ mày đừng quá đau lòng dám xâm lấn lãnh địa của ta ta nhất định sẽ giết chết nó giọng điệu tên thi vương mặt đỏ khàn khàn tựa như đá xào sạc vậy ở phía sau có vài tên zombie đắc lực có trình độ tiến hóa khá cao tương tự như tanh cơ tiểu bác tiến sĩ vậy lão đại ta đã hỏi qua thủ hạ hắn là con zombie trong tòa nhà ô zombie mặt đỏ lộ ra sát ý vốn định giết chết hắn mở rộng lãnh địa không nghĩ lâm đông lại khinh nhục gã trước hắn có bao nhiêu zombie sau khi điều tra Chắc khoảng hai ngàn con. Chỉ hai ngàn con sao? Thi vương mặt đỏ nghiêng đầu, cảm thấy có chút khó tin. Cả còn tưởng hắn mạnh đến mức nào, dưới trướng gã đã có hai mươi nghìn zombie rồi. Hai mươi đấu với hai ngàn, chắc chắn rất dễ ăn. Khăn cổ, chuẩn bị đi, ta lập tức báo thù cho mày. Lúc này Lâm Đông không biết tất cả, hắn ta đã về nhà. Theo lệ thường ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng tinh thạch. Tinh thạch của con chuột vương kia, đen như mực nhưng lại có hương vị cherry quen thuộc vàng thêm ngọt ngào. Năng lượng trong đó cực kỳ tinh thuần, có tác dụng rất lớn với hắn. Có lẽ vì từ trường tinh thần của vua chuột có chút tương tự với thi vực của hắn. Vài ngày tiếp theo, Lâm Đông luôn ở nhà. Từ sau khi giết chết vua chuột, không còn chuột hoặc zombie quấy rầy hắn nữa. Chỉ có điều, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một con quạ đen xoay quanh. Trong thời gian này, Lâm Đông sử dụng điện thoại di động để thu thập thông tin bên ngoài. Trang web chính thức của công ty Tết hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì chuyện của trung tâm thương mại đã bị công bố ra ngoài, người thức tỉnh bị giết hơn chục tấn vật tư biến mất. Nhiều người sống sót để lại tin nhắn. Hơn 10 người thức tỉnh, trong một đêm toàn bộ chết thảm, rốt cuộc là quái vật gì làm? Đúng vậy, thì vương đẳng cấp khác biệt lớn vậy sao, quá khủng bố, điểm quan trọng chính là con hơn 200 người sống sót. Hơn nửa mấy tấn vật tư đều bị cướp sạch. Công ty Tết đã nói, chiến dịch săn vua, bây giờ lại zombie săn bắt ngược lại. Làm được không đó, nếu không phải do zombie mà là tổ chức nhân loại khác làm không, có thể, tôi nghe nói bên ngoài có một số người thức tỉnh chuyên làm chuyện ác. Tự mình thành lập tổ chức, cứ bóc vật tư cho nơi trú ẩn của chúng ta, sự kiện trung tâm thương mại bị giết sạch khiến mọi người đều rất tò mò, đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, không ai còn sống để trả lời câu hỏi của họ cả. Tất cả đều sắp trở thành bí ẩn chưa được giải quyết lớn nhất của ngày tận thế. Nhưng công ty Tết chưa từng buông bỏ, quan trọng nhất là số vật tư vô cùng quý giá. Không thể cứ bị mất vô lý như vậy được, chẳng cam lòng tí nào. Vì vậy, ngay lập tức đưa ra một tuyên bố công ty chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự kiện tại trung tâm mua sắm. Để an ủi vong linh những người lính Lý Nam, chiến dịch vua zombie lập tức triển khai, chúng tôi sẽ săn giết tất cả thi vương đưa vật tư trở về. Đám người này lại bắt đầu không thành thật. Lâm Đông lẩm bẩm. Đúng lúc này, công ty Tết đang triển khai kế hoạch tác chiến, một đám người thức tỉnh ngồi trong phòng học. Màn hình lớn phía trước đang chiếu bản đồ thành phố Giang Bắc. Sau một tháng điều tra bằng máy bay không người lái, chúng ta đã nắm được phân bố zombie cơ bản. Khu vực xung quanh trung tâm thương mại có 10 lãnh địa thi vương. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm khác nhau, chúng ta đánh giá nó từ một sao đến 5 sao. Trong đó 5 sao nguy hiểm nhất, một sao tương đối an toàn, ví dụ như gần tòa nhà này. Một người đàn ông trung niên giải thích và vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Nơi này có khoảng chừng 2.000 zombie, xem như là lãnh địa thi vương nhỏ nhất, thế nên chúng ta nhận định nơi đây là một sao. Những người thức tỉnh nhìn nhau, cảm giác giống như trò chơi phải đánh phó bản. Nhưng một sao cũng là sự khởi đầu, vì thế bọn họ nhao nhao giơ tay tranh đoạt muốn đi. Nơi này tốt, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi, dịp giảng là người phụ trách ở đây, ngồi ở cuối phòng hội nghị. Lúc này nhìn cả đám tranh nhau thi vương một sao mà cảm thấy tức giận. Chỉ có săn giết thi vương cường đại, mới có thể tiến hóa mạnh hơn. Nhưng bọn họ lại lười biến, chỉ chọn một sao, nhưng cũng tốt. Hành động mà thuận lợi cũng giúp tăng sĩ khí, còn xây dựng được danh tiếng công ty, nhận được sự tín nhiệm của người sống sót. Lâm Đông vẫn ở nhà, dùng ly cao chân uống chất lỏng đỏ tươi, thần thái tao nhã, cuộc sống thoải mái. Bên ngoài tòa nhà, một con quả mắt đỏ lơ lửng giữa không trung trong một vài tuần đã hạ cánh xuống đường. Một con chim đen nhỏ ư, trong con hẻm bên cạnh Tanh cơ lộ ra nửa cái đầu to âm thầm quan sát. Ý thức lãnh địa của hắn rất mạnh đã sớm chú ý con quạ này, thường xuyên đến gần đây dạo chơi. Hơn nữa con quạ cũng vẻ ngoan ngoan, nên mới tính bắt con quạ. Tanh cơ đi ra từ chỗ nấp, từ từ đến gần con quạ. Này dạo chơi, hơn nữa còn ở hắn đi bộ giống như mèo, cước bộ rất nhẹ, từng chút từng chút tiến về phía trước, không phát ra động tĩnh. Bởi vì quá cẩn thận, mất đến 5 phút mới di động được 30 thước. Trong lòng cảm thấy may mắn, quả đen không phát hiện, vẫn đậu tại chỗ không có ý muốn bay đi. Tại thời điểm này, tanh cơ kết quả chưa tới 10 thước, hai đầu gối của hắn chậm rãi uốn cong, chuẩn bị nhảy lên. Bắt mày nè, lực bật của tanh cơ rất mạnh, đạp nát mặt đất, thân hình tựa như đạn pháo, bay thẳng đến chỗ con quạ. Lúc này con quạ đen bỗng nhiên vỗ cánh bay lên, kéo dài một khoảng cách, vừa khéo tránh thoát bàn tay to của tan không bắt được, bắt không được, tiếng chim độc đáo của quả đen trên không trung truyền đến, ngữ khí có chút đắc ý, còn có chút ý trào phúng. Thừ, tanh cơ rống giận một tiếng, nhất thời tức giận nắm lấy nắp cống ven đường, ném về phía quả đen. Nhưng con quả phản ứng rất nhanh lại bay lên cao, không thể đánh bại, đánh không được, gầm gừ. Con chim đen kia, mày xuống đây. Tanh cơ thấy không bắt được nó, chỉ có thể hét lên mắng nó. Con quả không thèm để ý đến hắn, còn vỗ cánh bay lên nơi cao hơn rồi dần bay xa. Thật ngu ngốc, thật ngu ngốc tanh cơ tức giận kêu lên đấm ngực dậm chân nhưng không còn cách nào khác cả. Con quả bay thẳng lên độ cao tầng 20, đậu trên lan can hợp kim. Bên trong cửa sổ, chính là nơi ở của Lâm Đông. Xin chào người tốt, xin chào người tốt. Người tốt xin chào. Đây không phải là anh quả sao, Lâm Đông liếc mắt nhìn sang đương nhiên có ấn tượng với con quả lớn này. Nếu không có nó hỗ trợ, hắn rất khó săn bắn được vua chuột biến dị. Phải cho anh quả chân gà mới được, Lâm Đông nghĩ thế thì rất hào phóng. Sau khi mở cửa sổ, đã lấy ra mấy cái đùi gà lớn từ trong không gian chứa đồ, ném ra ngoài. Con quả lớn giống như được phát đường, lập tức nuốt vào bụng. Cảm ơn ngài, người tốt. Cảm ơn, người tốt. Đừng khách khí. Lâm Đông ngồi trên bệ cửa sổ, tiếp tục tán gẫu. hôm nay rảnh rỗi như vậy, đến đây làm khách của tôi. Có người, cùng zombie muốn tới đánh ngài, một đống luôn. Con quạ mở miệng nói. Khi nó bay lên trời phát hiện tình hình không ổn, sau đó đến đây tìm Lâm Đông báo tin. Lâm Đông nhớ mày nghe thấy tin tức cũng không kinh ngạc. Gần đây đắc tội không ít người, bọn họ cũng phải tìm đến thôi. Dám đến trêu chọc hắn, vậy để cho bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn vừa khéo hai viên tinh thạch lần trước săn được đã hấp thu xong, còn muốn tìm nguồn bổ sung, kết quả lại có người dân mồi tận cửa. Nhưng không thể chủ quan, phải làm tốt công tác chuẩn bị mới được. Vì vậy, Lâm Đông đã gửi tín hiệu đến đàn em rằng có người sắp xâm chiếm lãnh thổ. Tanh cơ nghe nói có người xâm nhập, cơn giận chưa nguôi vì quả đen chọc tức nay lại càng bùng phát nặng nề. Gào Theo tiếng quát lớn của hắn, chung quanh truyền đến từng trận gào thét từng con zombie tinh nhuệ nối đuôi nhau mà xuất hiện zombie vốn không hoạt động ban ngày nhưng lúc này lại vô cùng phấn khởi mắt lộ ra vẻ khát máu vô cùng hung cuồng lộ ra sát ý ngập trời kẻ nào dám xâm lấn địa bàn lão đại không muốn sống nữa sao hai ngàn zombie tinh nhuệ đứng cạnh nhau khiến người ta vô cùng hoảng sợ đứng trước biển zombie chính là tanh cơ tiểu bác tiến sĩ bá tướng lĩnh đắc lực nhất đám zombie nghiêm lệnh chờ đợi chuẩn bị mở ra bữa tiệc máu tanh tiểu bác trong miệng cười quỷ dị ha 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 nghe nói có người xâm lấn cô ta không hề phẫn nộ ngược lại cực kỳ hưng phấn cảm thấy rất thú vị bởi vì khát vọng giết chóc của cô còn mạnh hơn cả tanh cơ còn lâm đông thì đứng trên nóc tòa nhà gió mạnh thổi tung tóc hắn đôi mắt sáng nhìn về phía xa ở phía chân trời xa xa đầu tiên là xuất hiện mấy đốm đen nhỏ nhanh chóng đi về phía này đó là một bay không người lái thăm dò của công ty Tết, dưới phố có đoàn xe thiết giáp cải tiến. Dẫn đầu là một chiếc xe ủi đất khổng lồ mở đường, dù là xe phế liệu hay zombie rải rác đều bị cần xúc đất ủi bay. Đây chính là biệt đội săn vua của công ty Tết, trong đó có 10 người thức tỉnh, bọn họ lại có 4 người ngưng tụ tinh hạch. Còn một đội ngũ 500 người được vũ trang đầy đủ, súng thật đạn thật. Mặc quần áo tác chiến nano màu đen, trước ngực có một dấu hiệu Tết màu đỏ, nhìn qua vô cùng ngầu. Loại quần áo tác chiến nano này rất rắn chắc, có thể phòng zombie cắn xé, cho dù dùng dao đâm trực tiếp thì chưa chắc có hiệu quả. Ngoài ra, Tết còn mang theo hai vũ khí cải tạo sinh hóa, kẻ săn đuổi số 1. Trên một chiếc xe có bốn người thức tỉnh tinh thạch, ba nam một nữ, bọn họ đều là chủ lực của đợt hành động lần này. Lần hành động này không thể xảy ra sai sót, mọi thứ phải làm thật hoàn hảo. Một gã đắc ý nói. Cô gái gật đầu, sao huyệt một sao không khó lắm, vừa khéo đã rèn luyện kinh nghiệm, đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia hành động như vậy. Ha ha ha, vậy cô phải nhìn thật kỹ, cố gắng học tập một chút. Gã kia đáp. Đội trưởng Lữ Hạo bên cạnh nhắc nhở, Tiểu Văn, dù đã nắm chắc phần thắng cũng phải đánh cho toàn lực, ngàn vạn lần không được khinh thường, dù gì zombie cũng rất nguy hiểm. Lữ đội trưởng, nơi này mới có 2.000 zombie mà thôi. Chắc thi vương cũng không có năng lực đặc biệt gì đâu, có khi thể lực cường đại chút thôi. Tiểu văn nhún vai nói. Gã trung niên thở dài, chỉ cần đừng gặp quỷ thi là tốt rồi, nếu chỉ có cơ thể cường tráng thì sẽ là một mục tiêu dễ dàng. À, cô gái tập trung tinh thần nghe ba người nghị luận, đây là lần đầu tiên cô tham gia hành động. Lúc này mới biết rằng hóa ra săn giết zombie còn phải chú ý nhiều như vậy. Ngoài đội chiến dịch săn vua, còn có một thế lực khác cũng tập hợp ở đây. Đó là thi vương mặt đỏ trong khu vực công viên. Nó mang theo, khăn cổ, định báo thù cho vua chuột biến dị thử vương. Thuận tiện giết chết lâm đông, thông tính lãnh địa của hắn. Đàn em của thi vương mặt đỏ không ít, chừng hai chục ngàn con, chậm rãi di chuyển thành một đám đông đen nghịch. Chúng nó chạy như điên giống như một trận nước lũ, trong đó có hơn trăm zombie tinh nhuệ nhanh nhẹn, chạy ở phía trước, nhảy lên nhảy xuống, tựa như khỉ vậy. Hơn nữa trong biển zombie còn xen lẫn rất nhiều chuột biến dị, mắt đỏ lóe lên vô cùng hung hãn. cục diện biển zombie ngàn con chen chúc trên đường phố cũng cực kỳ hoành tráng. Thi Vương mặt đỏ và các đàn em đi cuối cùng, cả cảm thấy không cần tự mình ra tay, có thể sang bằng lâm đông. Biển zombie hai chục ngàn con đối đầu với hai ngàn, không cần phải lo lắng nhiều. Vương thượng, trận chiến sẽ chấm dứt rất nhanh lúc đó ngài trực tiếp đến thu thập tinh thạch là được rồi phía sau là một tiểu đệ nói ừ thi vương mặt đỏ gật đầu lời này nó rất thích nghe lúc này đội chiến dịch săn vua đã đến địa điểm mục tiêu nhân viên vũ trang bắt đầu bắn chết zombie rải rác bên ngoài theo tiếng súng vang lên zombie không ngừng ngã xuống lữ hạo cùng bốn người thức tỉnh đi xuống xe quan sát tình huống chung quanh zombie rải rác từ đường lớn ngõ nhỏ chạy ra không đợi tới gần liền bị bắn chết căn bản cũng không cần quản ánh mắt bọn họ nhìn về phía tòa nhà xa xa liền thấy ở giữa đường cái có một bóng dáng cao lớn chính là tanh cơ đang rất sốt ruột xe tăng ngửi được hơi thở của con người gào thép lồng lộn tiếng gầm chấn thiên cuồng bạo không thôi nếu không phải lâm đông chưa ra lệnh hắn đã sớm xông lên phía trước quả nhiên là đàn em của thi vương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó chắc không có năng lực đặc biệt gì đâu tiểu văn phân tích Ừm. Lữ hạo gật đầu, cũng phải cẩn thận một chút, có lẽ còn có thi vương khác, ngươi xem đám zombie phía sau, hình như trình độ tiến hóa rất cao. Rít. Thật đáng sợ. Là nữ thức tỉnh duy nhất, lần đầu tiên tham gia hành động, ít nhiều có chút sợ hãi. Tiểu văn tự nhận mình là quý ông thực thụ, mở miệng an ủi, đừng sợ, thi vương một sao thôi mà. Chỉ có hơn 2.000 con zombie, phân bổ cũng không dày đặc, sẽ nhanh chóng thanh trừ được. Ừ, nhanh chóng tốc chiến tốc thắng Trở về lĩnh thưởng đi Tôi đói bụng đã mấy ngày rồi Gã trung niên nói Mặc dù Tết có công nghệ phát triển Nhưng thực phẩm vẫn còn thiếu Tốc độ của đội sang vua rất chậm rãi Hai bên càng lúc càng gần Mùi thuốc súng nồng nặc Dương cung bạc kiếm như sắp đại chiến đến nơi vậy Xe tăng đứng ở phía trước Vô cùng khó chịu Gồng cứng cả cơ thể Cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện chỉ đợi lâm đông ra lệnh một tiếng liền xông lên xé nát nhân loại tiểu bác cũng thu hồi nụ cười cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhân loại phía trước bởi vì trong lòng có chút ngứa ngáy sao lão đại chưa ra lệnh đâu bọn họ không thể chờ đợi nổi nữa rồi một đám zombie lo lắng chờ đợi tiếng gào thét liên tục thế nhưng lâm đông không có động tĩnh gì mắt thấy đám nhân loại sắp tới trước mặt khoảng cách còn chưa tới 500 thước thậm chí sắp tiến vào trong tầm bắn của đối phương Lão đại làm gì vậy? Chắc không phải vì đi tìm đồ ăn ngon mà quên mấy chuyện của chúng ta chứ. Ánh mắt tanh cơ sốt ruột, quay đầu nói. Zombie tiến sĩ liếc hắn một cái, ngu xuẩn, anh cho rằng lão đại cũng giống anh. Nếu không có mệnh lệnh, chúng ta hãy chờ đợi, còn chờ. Chờ cho xe tăng đè lên mặt tôi à. Tiểu bác gãi tóc, đã sắp điên cuồng. Đội hành động sang vương đi về phía trước hơn 10 thước, cũng dừng bước. Đội trưởng Lữ Hạo nhìn chầm chầm quan sát. Những zombie này. Có gì đó kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Lữ đội trưởng. Tiểu văn tiến lên hỏi. Lữ Hạo nhìn về phía trước rồi nói. Nếu là zombie bình thường, bị quấy nhiễu như vậy đã sớm nhào tới, nhưng chúng nó vẫn không nhúc nhích, đúng vậy. Nữ thức tỉnh gật đầu, zombie trước mắt này không giống với nhận thức của cô ta. Cả đàn ông cao lớn cũng đồng ý, Xuất hiện loại tình huống này, hơn phân nửa là có zombie trí tuệ cao chỉ đạo chúng. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ chúng bị ngốc sao? Không muốn bước ra khỏi lãnh thổ của mình nha. Tiểu Văn suy đoán. Bốn người quan sát bên ngoài, bắt đầu thảo luận chiến thuật, chậm chạp không dám tiến lên, dằn co mấy phút. Cả đàn ông cao lớn nói, chẳng lẽ đây là chiến lược vườn không nhà trống, trời đất, anh tưởng rằng zombie là da cát lượng hay sao? mà còn biết sử dụng mưu kế. Tiểu văn nhịn không được bật cười. Lữ hạo ngẫm lại cũng đúng, hôm nay đã tới đây rồi, mặc kệ đám zombie này xảy ra chuyện gì, cũng phải tiêu diệt chúng nó. Chỉ 2.000 zombie mà thôi, dù xuất hiện biến cố gì, chúng ta vẫn có thể chiến thắng, chuẩn bị động thủ đi, được rồi. Tiểu văn đáp lời, sớm đã không nhẫn nhịn được nữa. Những nhân viên còn lại cũng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, chuẩn bị ứng phó với biển zombie hung mãnh. Nhưng ngay tại thời khắc khẩn trương này, mặt đất bỗng nhiên ầm ầm rung động. Tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo tiếng gào thét, cùng với tiếng kêu chi chít quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không đúng. Lúc này Lữ Hạo nhăn mày, sắc mặt lập tức âm trầm. Một đám nhân viên vũ trang, liếc nhau một cái. Đều nhìn ra sự nghiêm trọng trong mắt đối phương, vì bọn họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có biển zombie quy mô lớn mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Đầu tiên là mấy con zombie nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà chung quanh, bốn chân bò trên mặt đất hung hăng đánh giá bọn họ. Sau đó từ góc đường bốn phía, đầu hẻm, xuất hiện vô số zombie, cùng với chuột biến dị hung hãn. Lấy đâu ra nhiều zombie như vậy, đám người lữ hạo lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn số lượng quy mô trước mắt, đã vượt xa 2.000. Bọn họ thật sự nghĩ không thông, chỉ coi như trúng mai phục tiền bối, chúng ta. Bây giờ chúng ta làm gì? Nữ thức tỉnh hỏi. Sắc mặt những người còn lại ngưng trọng, bây giờ cũng không có chủ ý gì. Lữ hạo nhìn trái nhìn phải, không quan được nhiều như vậy, chuẩn bị chiến đấu, zombie chạy như điên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Khai hỏa. Lữ hạo ra lệnh một tiếng, chung quanh đồng loạt vang lên tiếng súng. 500 nhân viên vũ trang bày ra trận hình cụ thể, hỏa lực vô cùng dày đặc nháy mắt quét được một mảng lớn nhưng biển zombie rất hung mãnh tiếp tục xung phong dù các thi thể liên tục ngã xuống nhưng chúng vẫn điên cuồng xông tới hoàn toàn không quan tâm thứ gây sát thương nhất chính là zombie tinh nhuệ nhanh nhẹn chúng trực tiếp nhảy từ trên lầu cao xuống tốc độ cực nhanh làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng thường xuyên đem nhân viên vũ trang đánh ngã sau đó ấn trên mặt đất cắn xé chỉ có thể dựa vào lửa hạo và những người thức tỉnh giải quyết chúng mới được. Nhưng mặt đường bê tông dưới chân mọi người đột nhiên bắt đầu nứt nẻ, truyền đến tiếng kêu kỳ lạ, có một con chuột lớn chui ra. Đám chuột chạy đến những người có vũ trang hoặc cắn trực tiếp vào cổ chân của họ, làm cho họ đau đớn gầm gừ. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tình hình chiến sự đặc biệt căng thẳng. Lúc này Tanh Cơ và Tiểu Bác đứng cách đó không xa, cũng không sốt ruột nữa. Đưa mắt nhìn cục diện trước mặt, vô cùng hoang mang. Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là sân nhà của mình, lại có hai đám người xông vào đánh nhau. Tanh cơ gãi đầu, chẳng lẽ hắn đã đến lộn địa bàn rồi ư, trên nóc nhà cao cao, bóng lưng lâm đông sừng sững. Trước đó hắn đã nhìn thấy biển zombie nghìn con chạy đến nên không cho đàn em động thủ. Trước mắt thế lực hai bên đánh kịch liệt, chó cắn chó, còn hắn thì xem náo nhiệt. Thậm chí Lâm Đông còn hò hét cổ vũ bọn họ, thầm nghĩ càng thảm càng tốt. Con quả mắt đỏ bay vòng quanh Lâm Đông. Người tốt, người tốt, khi nào nhà ngài nấu cơm, đừng nóng vội, còn chưa mở nồi mà. Lâm Đông không thèm nhìn đã biết là ai. Thì ra là anh quả đến làm khách muốn ăn cơm, chắc đói bụng rồi. Xa xa trên chiến trường có tiếng súng vang lên cùng với máu thịt tán loạn. Khắp nơi đều là thi thể không lành lặn, mùi máu tươi khó chịu, tựa như địa ngục nhân loại đã phái ra đòn sát thủ hai người cải tạo sinh hóa cao ba thước kẻ săn đuổi số một bọn họ vô cùng to lớn trên trán có một vết sẹo xấu xí tựa như một con rết lớn vậy kẻ săn đuổi quấn đầy dây xích lưng đeo búa sắt khổng lồ tay phải là súng máy hạng nặng ga tinh lúc này sáu nòng súng chuyển động lưỡi lửa bắt đầu gầm thét vô số viên đạn trút xuống hóa thành một cơn bão kim loại zombie một khi bị trúng đạn sẽ lập tức đứt người nổ tung cái chết vô cùng thê thảm. Nếu có zombie tinh anh đến gần, kẻ săn đuổi cũng không sợ bị cắn xé, trở tay rút ra trùy sắt lớn, nặng nề nện xuống. Trùy sắt kia không biết dùng vật liệu gì chế thành, trọng lượng không nhẹ cũng phải nặng 20 tấn. Nện xuống đất tạo thành một cái hố sâu, zombie bị đánh trúng cũng nát thành thịt bùn. Lâm Đông nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi nhớ lại tuổi thơ. Mỗi khi ăn Tết, trại trẻ mồ côi lại làm sủi cảo công việc nghiền bột là trách nhiệm của lâm đông hắn cảm thấy tình cảnh zombie bây giờ không khác gì lúc đó hai kẻ sang mồi xuất hiện khiến nhân loại chiếm lại ưu thế mặc dù biển zombie hung mảnh cũng không giết được chúng không hổ danh là đại sát chiêu của chiến dịch sang vương điều duy nhất họ phải cẩn thận là những con chuột lớn nhảy ra dưới chân họ nhưng đồng phục tác chiến nano rất bền dù răng chuột sắc bén cũng không thể cắn thủng đội hành động sang vương lần này vẫn có chút thực lực khoảng 5 phút sau, đã tiêu diệt được 7.000 con zombie, biển zombie khổng lồ đã giảm 1 phần 3. Ngay lúc này, thi vương mặt đỏ đeo, khăn cổ, chậm rãi đi tới. Gã không biết tình huống hiện tại đàn em của mình đã bắt được Lâm Đông chưa? Khi gã tập trung nhìn lại phát hiện có điều không ổn, đám đàn em của mình đang chiến đấu với nhân loại. Đặc biệt là chỗ hai gã săn đuổi, giống như máy nghiền tỏi, đang thoải mái say nát zombie và chuột vậy còn có nhân loại thức tỉnh lợi dụng dị năng bản thân đại sát tứ phương không ai có thể ngăn cản chuyện gì thế này vương thượng có đám người thức tỉnh ở đây nên chúng tôi phải chiến đấu với chúng một con zombie tinh nhuệ báo cáo ừ điều này không cần nó nói thi vương mặt đỏ cũng tự nhìn ra vậy thi vương trong tòa nhà đâu không biết hình như còn chưa đi ra cái gì thi vương mặt đỏ tức giận là hắn chủ động tấn công hắn nhưng phát hiện quân số bên mình đã giảm không ít lại còn chưa nhìn thấy được đối phương lão đại sao nơi này lại có thức tỉnh nhân loại đàn em phía sau hỏi thi vương mặt đỏ cũng nghĩ không ra tuy rằng hắn đã tiến hóa trí lực nhưng cũng không thông minh lắm chẳng lẽ hắn thông đồng với con người à vương thượng hay là nhân loại cũng tới tấn công hắn kết quả lại gặp chúng ta trước một gã khác phân tích thi vương mặt đỏ trừng mắt cảm giác lời này có lý hắn càng nghĩ càng nín thở bị sự tức giận làm choáng váng đàn em phía sau hỏi lão đại vậy chúng ta làm sao bây giờ ngài có muốn rút lui trước không rút lui ư thì vương mặt đỏ lộ ra sát ý bây giờ đã hao tổn rất lớn thuộc hạ lại rút lui sẽ khiến gã ức chết đã trả cái giá lớn vậy phải thắng lợi hoàn toàn mới có thể bù đắp tổn thất của gã hơn nữa nhân loại cũng là địch nhân tinh thạch của bọn họ rất ngọt đã không còn đường lui, giết cho ta. Giết hết chúng. Thi Vương mặt đỏ ra lệnh một tiếng, thủ hạ phía sau phát ra tiếng gào thét. Nếu lão đại nói không lùi, vậy cứ toàn lực xông về phía trước. Chúng nó đỏ mắt xông vào chiến đoàn, zombie này tiến hóa cực cao, cũng coi như cấp bậc Thi Vương, thực lực vô cùng cường hãn. Thăng cổ cũng phát ra những tiếng thét chói tai, nhảy xuống từ vai mặt đỏ. Chỉ vài lần nhảy đã đến được một tòa lầu cao đồng thời xương đen trên thân thể bắt đầu phiêu tán, nó cũng có năng lực quỷ dị, khống chế tinh thần. Hả? Thi vương xuất hiện. Lữ hạo nhíu mày, nghe được tiếng gào thét chấn thiên vừa rồi, liền đã đoán ra được thi vương đã đến. Biển zombie có quy mô lớn như thế, tất nhiên phải có thi vương xuất hiện. Mọi người cẩn thận một chút, cuộc chiến chân chính sắp bắt đầu, hiểu rồi. Người xung quanh đồng thanh đáp thế nhưng từng đợt sương đen đã phiêu tán bao phủ toàn bộ đội quân con người đói tôi cũng vậy cậu thấy gì đó biển tôi sẽ ra biển ha bia ăn đi này dừng lại anh làm gì vậy lữ hạo phát hiện có gì đó không ổn vội vàng muốn ngăn lại nhưng người nọ đã kéo vòng lựu đạn ra cạn chén ầm ầm lựu đạn nổ tung cơn bão lửa đã nuốt chửng toàn bộ người đứng xung quanh vô số mảnh đạn bắn ra, xuyên thủng những kẻ bên cạnh. Loại lựu đạn này có lực sát thương cực mạnh, nhưng vẫn chưa phải kết thúc. Lại có thêm vài nhân viên vũ trang đồng loạt móc lựu đạn ra. Chia. Họ cùng nhau, nâng ly, và sau đó rút chốt lựu đạn. Vài tiếng nổ liên tiếp nổ vang, vô số mảnh vỡ tựa như cuồng phong đang bao trùm. Lữ Hạo vương hai tay về phía trước, cả là người thức tỉnh hệ đất nổi tiếng hai tay ngưng kết lực lượng hình thành một bức tường đất rất dày ngăn cản uy lực của vụ nổ những người có vũ trang còn lại trốn sau xe bọc thép tránh bị tổn thương bởi các mảnh vỡ nhưng trong lòng bọn họ cảm xúc khủng hoảng lan tràn chiến hữu vừa rồi còn cùng nhau chiến đấu lại không hiểu sao tự sát bằng lựu đạn năng lực giết người vô hình này làm cho người ta sợ hãi nhất lữ hạo cau mày đã nhìn ra bọn họ bị khống chế tinh thần tiểu văn mở ra bình chướng tinh thần tìm kiếm vị trí địch nhân được tiểu văn gật đầu thật mạnh hắn là người thức tỉnh hệ tinh thần chỉ một chốc đã xuất ra bình chướng tinh thần ngăn màn sương đen bên ngoài hơn nữa đã nhanh chóng tìm ra nguồn gốc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha